Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, từ trưa nay sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía đông của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, thì bão số 9 có tên quốc tế là Usagi đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Tuy nhiên, ở khu vực miền núi phía bắc nước ta sẽ vẫn có một đợt mưa lớn khi không khí lạnh tràn về và kết hợp với vùng áp thấp này. Và hồi 13 giờ ngày hôm nay thì vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 24,1 độ Vĩ Bắc, 111,4 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Dự báo trong 24 giờ tới thì vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, sau đó suy yếu và tan dần. Tuy nhiên thì đợt không khí lạnh đang từ Trung Quốc tràn xuống sẽ đẩy vùng thấp dịch chuyển và tiến gần về các tỉnh miền núi phía Bắc của nước ta hơn. Do vậy mà một đợt mưa lớn được dự báo là sẽ diễn ra kèm theo những hiện tượng thời tiết cực đoan như là rông lốc hay gió giật mạnh